Nhà báo Ấn Độ, Hòa tuyển Việt Nam còn khó, nói gì thắng. Cựu cây viết của Time of India Arif Rajan nhận định tuyển Ấn Độ không đủ mạnh để thắng tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng, giải Tam Hùng tối ngày 27 tháng 9. Tuyển Việt Nam từ đầu đã là ứng viên vô địch giải giao hữu này. Ấn Độ không có nhiều tiến bộ trong nhiều năm trở lại đây, ngay cả khi chúng tôi có một giải vô địch quốc gia tốt và bóng đá là môn thể thao được ưa chuộng hàng đầu. Việt Nam thì khác, họ có lẽ là đội mạnh nhất Đông Nam Á và đủ sức cạnh tranh với các đội hàng đầu châu lục, Arif Rajan chia sẻ với Dinh. Cựu cây viết của Time of India và ESPN Asia tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt là hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, điều mà tuyển Ấn Độ không làm được. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Igor Stimac, tuyển Ấn Độ vẫn vô danh ở châu Á. Đội tuyển gần như không có kết quả đáng chú ý dưới thời Stimac. Đó là lý do vì sao ông ấy không được yêu thích. Chức vô địch SAFF Cup giải Nam Á là chưa đủ vì giải này không cạnh tranh và không thuyết phục như vòng loại ASEAN Cup. Người hâm mộ Ấn Độ muốn ông ấy chứng minh tài cầm quân, Rajan bình luận. Ông tiếp tục, Stimac vừa mới được gia hạn hợp đồng. Sẽ có nhiều áp lực dồn lên vai ông ấy trước trận gặp tuyển Việt Nam. Không cách nào tốt hơn việc đấu với một trong những đội hay nhất Đông Nam Á để biết tuyển Ấn Độ đang ở đâu tại châu lục. Tuyển Việt Nam đã đánh bại Singapore 4-0 ở lượt đầu hôm ngày 21 tháng 9. Trong khi đó, Ấn Độ chỉ giành kết quả hòa 1-1 hôm ngày 24 tháng 9. Arif Rajan đánh giá tuyển Việt Nam không chỉ mạnh hơn mà còn được đá trên sân nhà, nên nắm ưu thế rất lớn để chiến thắng. Ấn Độ chơi tốt trước Singapore, nhưng tuyển Việt Nam, đối thủ của chúng tôi ở lượt cuối khả năng cao sẽ ra sân với nhiều ngôi sao và dàn cầu thủ kinh nghiệm. Tôi nghĩ Ấn Độ hòa được Việt Nam đã khó, nói gì thắng. Tôi rất muốn xem trận đấu này để biết bóng đá Ấn Độ đang ở đâu nếu so với Đông Nam Á, Rajan chia sẻ. Lần gần nhất tuyển Ấn Độ thắng một đội Đông Nam Á diễn ra tại ASEAN Cup 2019, đó là chiến thắng 4-1 trước Thái Lan ở vòng bảng. Tuyển Ấn Độ sau đó có dịp tái ngộ Thái Lan tại giải giao hữu King F Cup trên sân nhà của đối thủ. Đó chính là giải đấu ra mắt của huấn luyện viên Igor Stimac. Các cầu thủ Ấn Độ một lần nữa giành chiến thắng và thắng với tỷ số 1-0. Tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dự giải này nhưng không gặp Ấn Độ. Đội giành ngôi Á quân sau trận thắng Thái Lan và thua Curaçao. Đội hình tuyển Ấn Độ hiện đã khác so với thời điểm đó. Chúng tôi chỉ có một số cầu thủ nổi bật ở giải vô địch quốc gia. Huấn luyện viên Stimac muốn trao cơ hội thử nghiệm hàng loạt cầu thủ lạ để xây dựng đội hình mới nhằm hướng đến ASEAN Cup 2023. Ông vẫn giữ lại lão tướng Sunil Chhetri, nhà báo Ấn Độ bình luận. Ông nói tiếp, Sunil Chhetri đã ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp, không còn có thể đóng góp nhiều cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển, thường xuyên phải dự bị ở trong nước. Dẫu sao anh ấy vẫn có tầm ảnh hưởng lớn nhờ khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho đàn em. Sunil Chhetri được ví như huyền thoại sống của bóng đá Ấn Độ với 84 bàn cho đội tuyển quốc gia. Tại trận đấu với Singapore, Chhetri ra sân ở tuổi 38, kiến tạo bàn gỡ hòa 1-1 cho Ấn Độ. Chhetri là nhân chứng cuối cùng còn sót lại ở tuyển Ấn Độ kể từ trận đấu gần nhất với tuyển Việt Nam năm 2010. Ở dịp giao hữu 12 năm trước, Sunil Chhetri ghi hat-trick giúp Ấn Độ thắng 3-1 trước thầy trò huấn luyện viên Callisto trên sân nhà. Lão tướng 38 tuổi cũng là trường hợp hiếm hoi của Ấn Độ từng ra châu Âu thi đấu. Trong khi đó, bên phía tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải. Điểm chung giữa hai người là đều cùng là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển và từng gặp những khó khăn trong thời gian đầu hòa nhập khi ra châu Âu thi đấu. Nhà báo Arif Rajan thích thú với cuộc so tài giữa hai cầu thủ này. Tôi nghĩ Quang Hải vẫn là Quang Hải. Khi khoác áo đội tuyển, cậu ấy sẽ lại là phiên bản tốt nhất. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối ngày 27 tháng 9. Huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò chỉ cần hòa là vô địch giải Tam Hùng.